Chào tất cả các bạn trở lại với trong nghề của TND. Vâng, thưa các bạn, giới thiệu các bạn, đây là em Nhật Anh. Thì ngày hôm nay thì anh sẽ tư vấn cho Nhật Anh hai chiếc máy để em có thể làm đồ họa và những công việc lặng lề nhất về đồ họa. Đây là chiếc ThinkPad P16 Gen 2, còn đây là chiếc Dell Precision 7670 mà ban đầu em hỏi. Thì hai chiếc máy này nếu mà 7670 thì đây là phiên bản i9. Thì nếu mà so với phiên bản i7 thì nó sẽ mạnh hơn một chút. Nhưng mà đời 13 thì thứ nhất là mới hơn một đời. Và con này nó sẽ có là 14 lõi và 24 luồng cơ. Còn con này thì là cũng con i9 này, em cũng sẽ nhìn thấy này. Cũng là 24. Thì con này nó i9 là 12950HX thì nó sẽ là thấp hơn một đời. Và RAM trên phiên bản này là 32. Phiên bản này cũng là 32GB. Nhưng mà lưu ý trên RAM của Dell ấy thì là nó cắm RAM module. Thì cái này anh cũng đã giải thích em là nếu mà cắm module thì thứ nhất mua RAM nó sẽ khó một chút và đắt. Đấy. Còn về cấu hình nhá. Thì cả hai chiếc máy đều cho phép nâng cấp tối đa RAM là 128GB và ổ cứng tối đa những chiếc máy này là 8T. 8T đấy em ạ. Tức là nó có bao nhiêu thanh cắm ổ cứng? Hai khe, mỗi khe cắm 2T. Đấy. Và trọng lượng thì chiếc ThinkPad thì nó là xấp xỉ 3kg. Còn Dell này thì là xấp xỉ 2,6 thôi. Con này sẽ nhẹ hơn. Về thiết kế thì thực ra thì nó cũng là 19-10 cái kiểu mỗi thằng ngôn ngữ. Đây. Toàn bộ vỏ máy đều hợp kim nhôm hết. Mọi người có thể nhìn này. Đấy. Và Vega thì anh tư vấn luôn cho em thì Vega thì con này thì là ngon hơn thì nó đang chảy con Vega là maximum này. Con này là A4500 nó chỉ thua con A5000 thôi. A4500 dung lượng card là 16GB. Trong khi đó nếu mà ở phiên bản ThinkPad thì là A1000 IDA. IDA nó hơn một cái là hỗ trợ AI cũng như trí tuệ nhân tạo đến đời chip 13. Về thuật toán về xử lý thì AI chắc chắn là sẽ hơn cái con thế hệ thứ 12. Còn giá tiền con này thì anh đang để cho em con này là 39 triệu là con này. Còn con này thì là 45. Thì con này nó sẽ hơn được cái là Vega 16GB và i9 thôi. Thì nói chung được về hình thức thì mỗi một máy thì nó đều ngôn ngữ thiết kế. Các anh giới thiệu cho em cái bàn phím trên ThinkPad thì nó là không đối thủ. Và thiết kế của nó thì bao nhiêu năm nay thì nhìn cái thì biết ngay. Và trọng lượng của nó cũng nặng hơn đấy. Còn hai chiếc máy này thực tế thì nó cùng mâm nhau bởi vì nó là trao đều trong cái phân khúc mà dùng để thiết kế với design. Gần như là đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Nó chạy tất cả những công việc lặng vì đồ họa, ví dụ như là em có thể sử dụng lập trình AI bây giờ cũng ok này, render 3D, 4D, chạy máy chủ, máy ảo. i9 thì nó sẽ hỗ trợ giả lập tốt hơn so với i7. Rồi i7 xung nó vẫn thấp hơn. Thì ở đây chúng ta sẽ cân đối giá tiền, chiếc này thì chỉ là màn full, còn chiếc này là màn 4K. 4K OLED. 4K thì em nhìn thấy cái mật độ điểm ảnh thì chắc chắn nó sẽ hơn nhiều, nhưng mà cái icon nó sẽ hơi nhỏ tí đấy. Vâng. Tôi quên. Và mình có thể để số HD để cho nó bé đi. Đây còn loa thì con này nó để loa ở đây, còn con này loa ở đây. Bây giờ thì anh sẽ review qua tất cả những cái cổng để cho em biết về dòng máy này nhá. Anh sẽ review riêng ở trên video cho mọi người hiểu hơn. Trọng lượng của chiếc máy lên đến 3kg các bạn ạ. Thì tại vì sao những chiếc máy chạm họ lại làm lặng như này? Bởi vì thứ nhất nó làm dày như này thì tản nhiệt nó mới tốt và có thể nhét được nhiều phần cứng bên trong. Hai hốc tản nhiệt các bạn này. Đằng sau sẽ có cổng HDMI và hai cổng thu hút 4. Hai cổng này mới băng thông ra bên ngoài lên đến 40 giây. Còn đây là cổng sạc này, cổng USB này các bạn này, đầu độc thẻ này. Và cầm một tay này nó khá lặng các bạn ạ. Đằng trước đây thiết kế mình ngôn ngữ thiết kế đơn giản. Bên này thì có thêm cổng USB Type-C, phone có mic và phiên bản này được tích hợp cả bản 4G nhé. Có nghĩa là có khe cắm SIM này là các bạn có thể cắm vào là dùng được này. Bên dưới này các bạn sẽ thấy này, không khí sẽ được hút vào đây, đẩy hết khí nóng ra đằng sau đây. Vâng, thưa các bạn, đây là mặt trước của chiếc ThinkPad P16 Gen 2. Đây là màn hình 16 inch với tỷ lệ 16:10, màn hình 4K OLED đã được nâng cấp lên độ sáng lên 500 nit và HDR500 các bạn. Với tỷ lệ bao phủ màu là 100% sRGB và 100% DCP3. Các bạn thấy này, màn hình OLED với điểm đen tuyệt đối, chính vì thế giúp các bạn thiết kế design cực kỳ chính xác mà không sợ bị sai màu. Camera hỗ trợ nhận diện khuôn mặt này, có nút che camera luôn, tính năng bảo mật cho doanh nghiệp này. Với màn hình xuất sắc như này thì các bạn yên tâm là thiết kế thì quá chuẩn luôn. Máy còn hỗ trợ với công nghệ màn hình cảm ứng đa điểm các bạn nhé. Ở đây thì mình đang test cả tốc độ ổ cứng này. Với PCIe Gen 4 các bạn sẽ thấy là tốc độ đọc lên đến hơn 7GB một giây và tốc độ ghi cũng hơn 6GB. Đây là ổ cứng rất nhanh các bạn ạ. Bàn phím này, các bạn thấy là hành trình bàn phím của máy này. ThinkPad thì bàn phím thì quá tuyệt vời rồi. Với led phím màu trắng và con chuột là checkpoint huyền thoại này, các bạn vẫn có thể dùng được bình thường.
Các bạn lưu ý thì hiện đại thì nó cũng rất là hài điện, bởi vì màn hình này nó sẽ rất là đắt, 4K OLED lại còn cảm ứng nữa, nên các bạn dùng cẩn thận nhé. Vâng, thưa các bạn, đây là phần mềm Heaven Benchmark, mình đang test cái điểm số 3D. Các bạn đều biết thì máy chạm thì quan trọng nhất dành cho các kỹ sư đó là việc đồ họa mô phỏng, đồ họa chi tiết khi các bạn thiết kế design. Các bạn thấy là máy hoạt động ở đây, nhiệt độ của máy khoảng trên 80 độ C. Đây, FPS ở mức trên 400. Các bạn sẽ thấy nó mô phỏng 3D và 4D ở đây thì nó vẫn cực kỳ mượt và không có hiện tượng là giật lag. Các bạn có thấy là khi mình chạy mức hiệu năng cao nhất thì cái hệ thống quạt nằm mát, các bạn thấy là nghe bên trong nó rất là lớn rồi. Nhiệt độ trung bình ở mức là hơn 80 độ C khi hoạt động ở mức đồ họa 4D và 3D. Chuẩn bị có điểm số rồi các bạn ạ. Đây, các bạn có thấy là thông số này, điểm số này. Mức FPS trung bình là 388 và mức FPS maximum lên tận 791. Đây là mức FPS cực lý tưởng để các bạn có thể làm đồ họa nhé. Vâng, thưa các bạn có thấy quả CPU chất không? i9 13950ADX 32 core. Điểm số lên đến 4211 CB. Còn quả Vega này. Các bạn chú ý đi, với dòng Vega mới nó có chữ IDA. Cái này nó sẽ hỗ trợ trí tuệ nhân tạo các bạn nhé. Có nhân Tensor và nhân Ray Tracing bên trong. Ray Tracing là hiệu ứng về ánh sáng thực, còn Tensor thì các bạn thấy là trí tuệ nhân tạo. Nó giúp các bạn xử lý các thuật toán về hình ảnh nhanh hơn, mượt hơn. Và khi hoạt động ở mức hiệu năng cao thì hệ thống quạt nằm mát có thể nghe thấy rất rõ. Nhiệt độ các bạn có thể nhìn thấy khi làm việc đồ họa nó chỉ khoảng hơn 50 độ C. Đây là phần mềm Seaband 15R này các bạn này. Cái phần mềm này thì mình chuyên dụng để chấm điểm CPU và GPU, có nghĩa là cảm hình rời đấy các bạn. Ai chà chà, 204,97 FPS. Vâng, thưa các bạn, đây là phần mềm Fullmax để chấm điểm đồ họa 3D. Các bạn có thấy là khi chạy ở chế độ 3D thì mức nhiệt độ của máy nó sẽ hoạt động tối đa mức 77 độ C. Đây các bạn thấy là CPU chỉ có 68 độ thôi, GPU có nghĩa là cảm hình rời 77 độ. Đây là mức nhiệt độ cực kỳ lý tưởng để các bạn có thể sử dụng tất cả những phần mềm đồ họa 3D, 4D nặng nhất. Chiếc máy này nó cần hết các bạn nhé. Trọng lượng tổng thể của chiếc máy được nâng lên đó là 2,724 kg. Tản nhiệt đường sau này các bạn sẽ nhìn thấy này, đẹp không? Bản lề cũng kiểu cực chắc luôn. Vỏ máy làm bằng hợp kim nhôm và công nghệ CNC hợp kim nhôm nguyên khối anh em nhé. Đấy, logo được mạ chrome như này này. Ở bên cạnh phải của mình thì đeo bố trí cổng sạc vẫn là sạc chân tròn như này, và cổng LAN vẫn còn, cổng HDMI, cổng USB và hai cổng Thunderbolt 4 với băng thông ra bên ngoài lên đến 40 giây/s. Ở bên này thì các bạn thấy một đầu độc thẻ này, cổng phone, cổng mic với giao tiếp 3.5 và trang bị thêm một cổng USB Type-C. Đấy, cổng USB. Đây là lỗ khóa của máy các bạn nhé. Đằng trước này các bạn thấy nó thiết kế nó cũng sẽ hơi thoải này, để các bạn mở máy này, không khí sẽ được hút vào đây, đẩy hết khí nóng ra đằng sau. Vâng, thưa các bạn, đến phiên bản 7670 thì bây giờ màn hình đã được nâng cấp nên là màn hình 16 inch và tỷ lệ của nó là 16:10. Độ phân giải của màn hình đó là 3840x2400. Mật độ điểm ảnh của nó là 283 ppi các bạn ạ. Lưu ý các bạn, còn phiên bản này là 4K OLED luôn. Đây là phiên bản cao cấp nhất. Tần số quét của nó là 60Hz các bạn ạ. Các bạn này tốc độ đọc ổ cứng nó là PCIe Gen 4 thì đọc 6.3 GB/s và tốc độ ghi của nó là sấp xỉ 3.8 GB. Hành trình bàn phím vuông cao nổi như này. Có thêm bàn phím phụ này. Touchpad bây giờ thì đều được hỗ trợ với công nghệ cảm ứng đa điểm. Các bạn sẽ nhìn này. Nó hoạt động y như trên màn hình cảm ứng của chúng ta như này. Đấy. Rất tiện các bạn ạ. Lần đầu tiên mình được review một em CPU có cái xung cao này, mạnh như này. 16 lõi 24 luôn. Ai chà. Kinh chưa. 2776 CB. Chưa bao giờ mình review một chiếc laptop có điểm số cao như này. CPU có càng nhiều nhân, có càng nhiều lõi thì nó sẽ hỗ trợ các bạn render, tính toán càng nhanh. Các bạn ơi, MB9 này có tên mã là Adelec các bạn nhé. Nó có giá khoảng 600 đô. Có thể hoạt động turbo cao nhất là 5.0 và hoạt động ở xung cơ bản là 3.60. Bộ nhớ cache của nó là 30 MB các bạn nhé. Kinh khủng khiếp không? Và cái công suất để hoạt động tối đa là 157W và hoạt động tối thiểu là 45W và hoạt động trung bình là 55W. Đó là cái điểm số của em CPU. Ở đây mình đang chấm điểm GPU, có nghĩa là cảm hình rời đấy các bạn ạ. Mình giới thiệu một chút nhé. NVIDIA RTX A2000 nó được hỗ trợ trên một cái kính trúc mới gọi là kính trúc Ampere các bạn ạ. Và các lõi bên trong nó được hỗ trợ là lõi RT, là thế hệ thứ hai. Nó truyền tải và nhanh gấp 5 lần so với thế hệ cũ RTX anh em nhé. Và lõi thứ hai là lõi Tensor GPU, nó gọi là trí tuệ nhân tạo, nó tăng gấp nhanh nhiều lần hơn. Hỗ trợ trí tuệ nhân tạo là các bạn sẽ thấy là cực kỳ khủng khiếp.
Và lần đầu tiên mình chấm điểm của một em Cebu laptop có tận 317.25 fps, 8GB. Phải nói là công nghệ bây giờ nó quá là kinh khủng. Các bạn chú ý thì với cả nhân CUDA của em này nó cũng cực kỳ cao, và nó tăng gấp đôi cái dung lượng băng thông bên trong, gọi là FP32 đấy các bạn ạ. Và PCIe Gen 4 thì nó cũng nhanh gấp 40% so với cái tốc độ cũ của các dòng, có nghĩa là cái đọc tốc độ của ổ cứng đấy anh em. Anh em thấy đọc 6-7GB. Và ổ cứng nhanh nhất thế giới bây giờ là mình đã từng test, nó là 12GB một giây các anh em ạ, 12GB một giây luôn. Vâng, thưa các bạn, ở đây thì mình đang test qua phần mềm Fullmax quen thuộc để các bạn thấy là chấm hiểu điểm số của Cebu và GPU. Ở đây là mình đang kéo màn hình 4K, đến mức FPS nó khoảng 54. Nhiệt độ hoạt động của CPU ngưỡng khoảng 70 độ C và GPU nóng hơn khoảng 77 độ. Và các bạn thấy là quạt nó chạy cực kỳ êm đúng không? Và đã dừng rồi. Các bạn thấy là mình chạy khoảng 15 phút thì đây là biểu đồ nhiệt độ nó đã dừng. Vâng, thưa các bạn, là độ sáng của màn hình đạt 500 nits và tỷ lệ bao phủ màu của nó là 99.99%. Gam màu là DP3 các bạn ạ. Loa các bạn thấy là to vãi chưởng đúng không? Góc nhìn của màn hình thì cũng tuyệt vời rồi. Đây các bạn sẽ nhìn thấy góc nhìn của nó nhìn cực kỳ tuyệt vời. Và cái thông số của màn hình do Samsung sản xuất thì nó là 97.5% AROB RGB và 100% sRGB các bạn ạ. Còn gam màu P3 là 99.99%. Đây có lẽ là chất lượng màn hình là tốt nhất thế giới bây giờ các bạn ạ. Và hiện nay trên thế giới mà cái màn hình laptop thì vẫn dừng lại độ phân giải là 4K cộng thôi. Chất lượng âm thanh phải nói là vô cùng tuyệt vời. Đây, loa các bạn thấy nó ở đây này. Chiếc máy này dùng để thiết kế với design thì chắc có lẽ là không cần phải nói nữa các bạn ạ. Những cái thông số đều là thông số vàng, cao cấp nhất dành cho kỹ sư. Độ sáng tốt, chất lượng màn hình tốt, lại hỗ trợ cả màn hình cảm ứng. Vâng, thưa các bạn, đây là phần mềm Heaven Benchmark các bạn ạ. Ở đây thì mình đã chạy được khoảng 20 phút. Các bạn thấy là nhiệt độ hiển thị của phần mềm này nó chỉ mức khoảng trên 70 độ C cho GPU, 70 độ C cho Cebu. FPS chúng ta nhận được trung bình là trên 100. Quá khủng khiếp luôn anh em ạ. Đây các bạn thấy là FPS trung bình là 86 và cao nhất của nó lên đến tận bao nhiêu đây các bạn sẽ nhìn này. Max của nó là 291 luôn. Đấy, một cái phần mềm chấm chuyên dụng về nó mô phỏng cái không gian 3D. Các bạn thấy khi các kỹ sư bây giờ chúng ta thiết kế nhà cửa, công trường, công trình ở các tòa chung cư thì các bạn sẽ thấy là cái bản phối 3D nó phải chạy như này. Nhiệt độ mà tản nhiệt như này thì anh em cực kỳ yên tâm nhé. Nó quá tốt. Vâng, thưa các bạn, thì mình đang test thử phần mềm Revit các bạn ạ. Đây là phần mềm chuyên dụng dành cho anh em kỹ sư dùng cực kỳ nhiều phần mềm này. Với sức mạnh của Cebu là 16 lõi 24 luôn, Vega hoàn toàn mới. Nó sẽ hỗ trợ các bạn render càng nhanh. Ở đây là một bản phối lên đến 600dp các bạn ạ. 600dp. Đây các bạn thấy là máy chạy render rất nhanh. Chúng ta mất 27 giây để xong các bạn nhé. 27 giây đã xong một bản phối như này. Tất cả những chiếc máy này thì về bảo hành thì anh đều bảo hành 1 năm cho phần cứng, trọn đời cho phần mềm. Trong 15 ngày đầu nếu như mà nhà sản xuất họ sản xuất nó bị lỗi phần cứng thì em sẽ yêu cầu đổi sang máy khác mà cũng mất tiền. Trong 10 năm là... Trong 15 ngày. À 15 ngày. Trong đồ điện tử mà. Kể cả đồ nó đắt đến đâu đắt thì nó vẫn có cái tỷ lệ rủi ro bảo hành. Nhưng bọn anh cứ thống nhất là trong 15 ngày nó lỗi là sẽ phải đổi. Còn sau này lỗi bộ phận nào thì là mình sẽ thay thế bộ phận đó, sửa chữa bộ phận đó. Đấy. Còn shop anh bán ra thì kèm tặng em là ba lô chuột và lót chuột. Còn riêng phần mềm là sẽ hỗ trợ trọn đời miễn phí. Còn các ứng dụng của phần mềm thì anh sẽ hỗ trợ cài cho em hết. Còn cái video này sau khi xin phép thì anh sẽ đăng lên trên các nền tảng tư vấn cho mọi người nhé. Đấy, còn ở đây hình thức thì thiết kế thì em cứ xem đi. Con ưng con nào thì lấy con đấy.